hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it, yeah. But there's an angel calling me, reaching for my heart.
về trầu, cậu đứng bên giường trầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau. Cao lẽ đôi về trầu, cao buồn buồn làm sao. Trầu là trầu thương cao, trầu ước mơ ngày sau. Cao ấy cao thương trầu, cao ước mơ tình đầu. Lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau. Cao ước mơ ban đầu, duyên nồng đừng mặn mà. Duyên trầu còn quấn quýnh bên nhau, trầu xanh bao nhiêu lá, tình cao thêm đậm đà. Cao ơi chung tình cùng trầu xanh bên nhau, đừng để duyên lơ là. Muôn đời tình hồng bên nhau mãi, trăm năm duyên tình đẹp trầu cao. Trầu mà trầu xa cao, trầu nhớ nhớ làm sao. Cao hơi cao xa trầu, cao lẻ loi buông trầu. Tình là tình bên nhau, tình mãi luôn gần nhau. Duyên kiếp đôi cao trầu, duyên tình đẹp trầu cao. trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi
chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Hôm nay giờ đẹp, ngày đẹp và tháng tốt, gia đình nhà trai có sửa tư lễ, đừng vào nhé, họ nhà gái của chúng tôi để xin dâu. Tôi xin tiếp nhận tư lễ của họ nhà trai và chính thức công bố hai cháu là vợ chồng, và cho phép cháu rể là Kim Hòa vào đón Huỳnh Trâm về làm vợ làm con của gia đình nhà trai. Tôi xin kính chúc tất cả mọi người ăn khang mạnh khỏe, mời mọi người ngồi uống nước ăn bánh kẹo để chúc phúc cho hai cháu. Tôi xin cảm ơn. Của bố mẹ thì có hai con, một tuổi hai con. Làm vốn miếng rồi là thắm sửa hết. Hai bố con bắt tay nhau cái nào. Ok. Chẳng chờ gì trong ấy em đây, chẳng
chờ gì với anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes, I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Cần có nhau. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu.
trống tung bay, sắc pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày dâu bạc đầu. Gian trầu mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, giàu sang tiếng cũng vang em cô út hò xoàng nhà
sắc kém chi ai. Dân trong làng mong đám cưới lai dài, trái thép bò dê còn gái thép lợn gà. Ô, trai tài gái sắc, trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm, 50 giò lai rước dâu rộn ràng. Trai làng anh công tử chiều chơi, nhất gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện con hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, sau trăng mật ta vẫn cứ sông chơi. Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời. Trong làng mong đám cưới lai dài, trái thép bò dê còn gái thép lợn gà. Ô, trai tài gái sắc, trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm, 50 giò lai rước dâu rộn ràng. Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời.
cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một hai ba vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, một hai ba vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một hai ba vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, trong đề bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, một hai ba vô. Thank you.
anh mong, để lòng anh nhớ anh thương em như thế. Hỡi cô gái nghĩa bình, bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái hoa, dầu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau, mà em vẫn thank you.
làm anh ngược ra Bắc xôn xao câu hò điều lý bớ làng người băng qua lưng đèo cao cao chờ bằng thường em ra đón chàng với cả yêu thương ngày ngựa ôm kiều vàng anh khớp xôn sang câu hò điều lý bớ làng người băng qua lưng đèo cao cao chờ bằng thường đường về xin sao tiến đi thùng quan họ người ơi thương nhau mà chim sao sẽ chỉ luôn tiếp tiếp yêu chàng từ lâu gió bay ai đã qua cầu đôi mình duyên tình đậm sâu quan họ người ơi thương tư mà chim sao đêm hẹn lại lên tiếp yêu chàng một phen thề giữ lấy quê hương
cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Ta xây những nhà máy, ta xây những công trường, trời xanh vừa nâng khói sông sáng khắp nơi nơi. Xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha với nước mơ, ngàn đời với nước mơ. Gió sương không từng lòng tình yêu đang té xong khi tô thắm non sông. Mãi đi mãi lời bạn trái tim vẫn hồng tươi, quen thay những đứa đôi vì quê hương mến yêu. Nào ta đi lên giờ xây quê hương ta bừng sáng đêm. Đứng lên, hòa lòng muôn bò, còn thuyền ra khơi, cánh buông xa vời. Đi trong sớm mai lay, bạn nghe trăng bạn tình ca mới. Miền đồng thân yêu ơi, tiếng súng đang vang rền trong môn ca lao động của người. Anh có khi thế chi lăng vạch đằng lịch sử, nghe tha thiết trong tâm hồn thở mò vào ca cũng là chiến sĩ trung đoàn năm xưa nay đã thành sự đoàn. Vùng thân thân yêu ơi, trong tình yêu quê hương có một tấm lòng dành cho em người mà anh yêu. Ngày mà chiến đấu đến cùng, vì quân thù liều lĩnh gian đến nơi đây, súng trong tay, anh cùng em sẽ chung một chiến hào. Bốn khi tan ca, anh cùng em lại ghi thêm một chiến công. Là xuống xa.
xa em nghe đâu rất gần, dần hàn hương sâu mà ta diện thề. Ôi câu ca đang tình làm gì? Có lúc nào em giận anh không? Chỉ có lúc nào anh giận em không? Để thương dấu cả hai em giận, khi giận
Thực ra phải nói như thế này, rượu rất nhiều rồi. Mà hôm nay là nếu mà không có hạnh phúc của cháu tôi là tôi không đứng đây được đến đây là cái gì cả. Nhưng mà tất cả là niềm hạnh phúc và một niềm riêng tư. Và những cái gì tốt đẹp nhất là tôi đứng đây. Và xin mọi người cũng tha thứ và vị tha. Không, cảm ơn. Không cần giải thích khác đi. Công viên ghế đó, công viên ghế đó đất. Và quân đó dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, quân sơn bên bè. Anh quân đó chỉ cần nhà trời mà mưa đêm, trời mà mưa đêm. Anh quân đó. Oh,
mùa xuân đang sẽ chia phố tập cho hoa hay về mùa xuân hát nụ hoa thương hát đời chia vui hồng mùa xuân xin lặng vui nghe đôi hát mùa xuân hát tình làng
kiệu vàng theo chàng về dinh. Trẻ cô dâu Quỳnh Trâm và chú rể Kim Hoàn đã được hai bên gia đình tác hợp và tình yêu của hai bạn như con thuyền tình đã cập đến bờ hạnh phúc. Và hôm nay chọn ngày lành tháng đẹp, hai bên gia đình đã chính thức cử hành lễ thành hôn. Và tại khán phòng lễ của họ nhà gái ngày hôm nay, một ít phút thôi là chương trình lễ vu quy của đôi bạn trẻ sẽ chính thức được cử hành. Lời đầu tiên thì ban tổ chức chúng tôi xin được thay lời cho đại gia đình của họ nhà gái làm cầu nối cho nghị sự lễ vu quy. Xin gửi tới toàn thể các ông bà đại diện của hai bên gia đình, các chị cùng toàn thể bà con ở trong tổ dân phố lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho chương trình lễ vu quy của Quỳnh Trâm và Kim Hoàn buổi trưa ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Quê hương Bắc Giang và Bắc Ninh ngày xưa là Hà Bắc Trung, nhưng tuy nhiên thì bây giờ đã trở thành hai tỉnh khác nhau, nhưng tình cảm của hai quê hương vẫn như một. Và bây giờ thì cái sợi dây tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ làm cho hai quê hương chúng ta ngày càng gắn bó hơn, bền chặt hơn. Và để thể hiện sự mến khách của đại gia đình họ nhà gái cũng như quê hương Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang đối với đoàn đón cô dâu của họ nhà trai, ban tổ chức chúng tôi xin được trịnh trọng kính mời lên sân khấu bác đại diện của họ nhà trai sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Vâng ạ, giới thiệu các thành phần trong đoàn đón cô dâu của họ nhà trai cũng như có lễ để xin phép được đón cô dâu. Xin được trân trọng kính mời bác đại diện của họ nhà trai xin diện lên sân khấu để phát biểu ý kiến. Xin mời. Đã ghi toàn thể chúng ta đồng trang pháo tay tập nâng nhiệt để chào đón xin diện của bác đại diện họ nhà trai. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác cùng toàn thể các bạn thanh niên đồng chí trẻ tuổi của bà con cháu có mặt trong ngày lễ vu quy hôm nay. Lần đầu tiên cho tôi gửi lời chào trân trọng thân ái nhất cùng quý vị hồi hôn và xin cảm ơn sự đón tiếp lòng nhiệt chu đáo của bên gia đình nhà gái. Sau thời gian dài tìm hiểu của hai cháu từ cũng đã lâu rồi tôi cũng cảm thấy là hai cháu nó tìm hiểu thực sự là rất dài rồi. Cái tình cảm nó đến hôm nay rồi thì cháu Hòa, cháu Trâm thực sự là đã thành vợ thành chồng, tức là ông Thủy và Hương, ông Hoạt và Minh đã có dâu hiền và rể Thảo. Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn ý kiến phát biểu của bác đại diện họ nhà trai. Vâng ạ, nhà trai đã có lời xin phép được dâng lễ xin dâu. Tuy nhiên thì phải qua ý kiến đồng ý của bác đại diện họ nhà gái trước ạ. Vâng ạ, ban tổ chức xin trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu một vị đại diện của họ nhà gái sẽ lên có đôi lời phát biểu. Các thành phần trong đoàn đón tiếp của họ nhà gái đối với họ nhà trai và cũng có ý kiến chấp nhận đồng ý để cho hai bên gia đình được trao lễ và nhận lễ xin dâu. Xin mời ý kiến phát biểu của đại diện họ nhà gái. Kính thưa thầy họ, kính thưa các vị khách quý, hôm nay tôi là bác của cháu dâu ngày hôm nay. Được sự nhất trí của gia đình, tôi làm đại diện của gia đình nhà gái. Lời đầu tiên cho tôi được gửi lời chúc sức khỏe tới quan viên hai họ, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cho tôi được sự cảm ơn đến họ nhà trai hôm nay đã sửa lễ
vật đầy đủ và sự long trọng đã đến để có một cái lễ xin dâu. Thì tôi cũng qua sự thống nhất của gia đình đã thống nhất và vui vẻ tuyên bố xin nhận lễ xin dâu của họ nhà trai để cháu Kim Trâm được về làm dâu, làm con, làm cháu của họ nhà trai. Sau đây xin mời hai bà đại diện của họ nhà trai và họ nhà gái sẽ lên để trao lễ và nhận lễ xin dâu, sau đó sẽ mang vào trong tư gia. Xin mời hai bà lên sân khấu để có hình ảnh đẹp. Xuân Vĩnh Hằng, để suốt đời này Hòa sẽ là ngọn núi xanh lơ
màu hy vọng, và Quỳnh Trâm sẽ là mây ngàn vương vấn đỉnh non cao, để suốt đời này chúng mình cầm tay nhau đi đến, đi với nhau đến trọn đời trọn kiếp. Yêu là rất nhớ, để rồi yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ, và hôm nay hai bạn quyết định nói với nhau rằng tha bị trói buộc bởi tình yêu, con ơn sống tự do. Mỗi một miền quê có một phong tục tập quán khác nhau, nhưng về với quê hương Nha Nam, chú rể phải thể hiện rằng mình rất yêu cô dâu, để cho hai bên gia đình yên tâm, để hai bạn có một cuộc sống thật hạnh phúc, đúng không ạ? Tôi nói trước là cách đây một thời gian ngắn thôi, rất nhiều chàng trai ở Nha Nam đẹp hơn chú rể Kim Hòa rất nhiều, hoành tráng hơn chú rể Kim Hòa rất nhiều, phong độ hơn Kim Hòa rất nhiều, nhưng mà vào đến trước cửa kính này vẫn êm đềm trứng rủ màn che tương, đông ông bướm đi về mặc ai. Nhưng không biết là chắc Kim Hòa tán phải lì khủng khiếp và tấn công phải mãnh liệt lắm, đúng không ạ? Cho nên là cái bài hát của bác đại diện họ nhà trai cứ dồn dập thôi. Vâng ạ, chính vì vậy mà các bạn rất hạnh phúc. Tuy nhiên thì tôi quay lại vấn đề đầu là các bạn phải chứng minh rằng hai bạn rất yêu nhau. Vâng ạ, tôi khuyến cáo chú rể nhá, hôn vào môi mới đích thực là tình yêu, ôm chặt vào, ôm như thế không phải đâu, như thế này là lừa dối lòng mình đấy, đúng không ạ? Hôn thì mắt nhắm nghiền, môi thả lỏng, người không thích cũng phải hơi run lên một chút mới gọi là tình yêu, đúng không? Chuẩn bị, 1, 2, 3. Quá tuyệt vời, đúng không ạ? Các bạn rất là tuyệt vời. Vâng ạ, một ngày thật là tuyệt vời. Các bạn hôn nhau xong lại còn cười tình tứ với nhau như thế nữa thì không có gì hạnh phúc bằng hai bên gia đình. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, tất cả những nghi thức quan trọng nhất sẽ được tổ chức hoành tráng tại phòng hôn lễ của họ nhà trai. Tuy nhiên thì để trước khi con gái đi làm dâu thì bố mẹ của Quỳnh Trâm cũng có phần quà ý nghĩa để tặng cho hai con của mình. Vâng ạ, xin mời bố mẹ thì Hương sẽ lên sân khấu để trao quà cho hai con của mình. Và bây giờ thì bố mẹ của Quỳnh Trâm đang hiện diện trên sân khấu để trao quà cho hai con của mình. Mong muốn rằng hai con sẽ có một nền móng thật vững chắc để bước vào một tương lai mới, một gia đình mới thật là trọn vẹn và yên tâm. Vâng ạ, yên tâm kể cả về tinh thần và vật chất, những gì mà bố mẹ chắt chiu dành dụ cũng đều dành hết cho các con mà thôi. Đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời cũng không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông cũng không đong đầy tình mẹ, và mây trời lồng lộng cũng không phủ kín hết công cha. Vâng ạ, ngày con vui thì bố mẹ thật là hạnh phúc vô cùng. Vâng, xin mời em trai của cô dâu lên trao quà luôn ạ. Xin mời em trai cô dâu lên trao quà để chụp ảnh luôn ạ. Em trai muốn nói một câu gì đó với chị, hay là với bố mẹ, hay là nói với lại anh Kim Hòa, hay là tâm sự để cảm ơn mọi người thì không biết. Nhưng bây giờ xin mời em trai của cô dâu muốn có ý kiến, xin mời. Lời đầu tiên cho con gửi lời cảm ơn đến ông bà, cha mẹ cùng tất cả mọi người đã tới tham dự đám cưới của chị gái con ạ. Con chúc chị gái luôn được hạnh phúc và có được một sống cuộc sống viên mãn như chị Hằng mong ước ạ. Con xin hết ạ. Đó, xin được cảm ơn em trai đương nhiên rồi, đúng không ạ? Anh yêu thương bao hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây.
bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Anh trên đây chỉ có vợ thôi, trái tim này chỉ có vợ thôi. Trên thế gian vợ là tất cả. Vâng, xin được cảm ơn mợ giàu. Xin mời anh chị Hương Mai ạ. Anh chị Phương Thảo chuẩn bị. Xin mời anh chị Phương Thảo ạ. Anh chị Phương Thảo đâu ạ? Lên sân khấu luôn đi ạ. Vâng. Xin mời anh chị Phương Thảo ạ. Vâng ạ, xin mời em Bình lên sân khấu ạ. Anh chị Quang Hồng có mặt đây chưa ạ? Vâng, xin mời em Bình lên sân khấu. Anh chị Quang Hồng có mặt đây chưa ạ? Vâng ạ, xin mời em Linh ạ. Em Linh lên sân khấu. Vâng ạ, xin mời Hội Tình Nghĩa sẽ lên sân khấu ạ. Và các bạn cùng học ở Nhã Nam của cô dâu sẽ chuẩn bị lên sân khấu. Sau phần quà này là xin mời các bạn học cấp 2 với lại Quỳnh Trâm. Chẳng tha mơ sân em hồng tươi, ấy cũng không ngoài nên đưa em trong đường. Vâng, xin được cảm ơn các bạn học cấp 2 của Quỳnh Trâm. Hôm nay cô rất là vui mừng về dự lễ vu quy của em Quỳnh Trâm và Kim Hòa. Em Quỳnh Trâm cũng đã học hành, đã thành đạt. Và hôm nay là ngày vui của em. Cô về đây để dự và chúc cho các em hạnh phúc mãi trọn đời. Và các em được thịnh vượng. Và sẽ cảm ơn tất cả các ông bà. Và cảm ơn người sinh thành cho các em, đó là bố mẹ của các em. Cảm ơn các bác. Vâng, xin được cảm ơn cô giáo rất xinh đẹp đến từ Hà Nội đã có phần quà. Vâng ạ, đã vất vả đường xá các thầy cô đã về tận đây để chúc mừng. Có lẽ đó là một niềm vinh dự vô cùng đối với lại học trò Quỳnh Trâm. Vâng, xin mời anh chị Quang Hồng lên sân khấu tặng quà cho hai em của mình. Và sau đây xin mời các bạn học cấp 2 của Quỳnh Trâm. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, những nghi thức quan trọng nhất của hôn lễ ban tổ chức đã thông báo sẽ được cử hành trọng thể tại phòng hôn lễ của họ nhà trai. Có lẽ là đến bây giờ là những giây phút mà chương trình lễ vu quy của Quỳnh Trâm và Kim Hòa sẽ chuẩn bị được bắt đầu. Thời gian rất tuyệt vời cho hai bên gia đình. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời bác đại diện của họ nhà trai lên sân khấu để có đôi lời phát biểu cảm ơn cũng như xin phép được đón dâu. Xin mời bác. Vâng ạ, giờ đẹp, tháng đẹp, tất nhiên phải có rồi. Đến bây giờ, lần một lần nữa, tôi xin chúc toàn thể các quý vị, các cụ, các ông bà, quý vị hôn. Và xin chúc hai gia đình thông gia luôn gắn bó, hai cháu luôn luôn hạnh phúc nhân năm, hạnh phúc trọn đời. Và cũng có xin kính mời toàn thể bên gia đình nhà gái xuống gây lễ thành hôn của nhà trai của chúng tôi, hạnh phúc của hai cháu. Vâng ạ, xin cảm ơn. Anh xin đưa em về, về quê hương ta đó. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xuân sao chào đón, đời chim nghĩa sinh khoe khoang.
em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời, gió mát chẳng thành, ôi gió mát chẳng thành, dù tình ta như sông dù con thuyền tình, em thấy không em, em thấy không em. Đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, tình quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Có đôi lời ý kiến phát biểu và chào dâu. Vâng, xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa quý cụ, các ông, các bà cùng các chị em thanh niên nam nữ của Quan Viên hai họ nhà trai và nhà gái. Hôm nay là đại diện của gia đình nhà gái. Tôi thực sự xúc động và chân thành cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của họ nhà trai. Đã có một không khí rất tưng bừng và vui vẻ. Tôi là đại diện gia đình nhà gái cùng ông bà nội, ông bà ngoại, cùng các cô dì, chú, bác, rồi anh em, thanh niên nam nữ của bạn cô dâu đã đến để làm lễ trao dâu cho gia đình nhà trai. Ngày hôm nay, cho tôi được gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả gia đình họ nhà trai, một sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Là đại diện gia đình nhà gái, tôi đến trao dâu và cũng xin có đôi điều nhắn nhủ tới các cháu. Các cháu tuy đã lớn nhưng đã trưởng thành rồi, nhưng người vẽ ra sẽ va chạm xã hội còn nhiều thiếu sót, nên cũng mong rằng hai bên gia đình kết hợp với nhau để bảo ban các cháu, cũng mong rằng có điều gì mà còn thiếu sót xin mọi người lượng thứ cho. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh chị nam nữ thanh niên, kính thưa quan viên hai họ, tôi xin được thay mặt nhà trai nhận cháu dâu. Đại diện của quan họ nhà gái vừa nói các cháu có lớn nhưng chưa đủ khôn, chúng tôi cũng ghi nhận điều này và tiếp tục cùng với cả bên quan họ nhà gái cùng dìu dắt các cháu, cùng bảo ban các cháu để các cháu xứng đáng là dâu hiền rể thảo và phát triển kinh tế gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Chúc hai bác luôn luôn có một sức khỏe dồi dào và chuẩn bị đón một Tết Nguyên Đán thật vô cùng hạnh phúc. Vâng, cảm ơn hai bác rất nhiều. Vâng, trân trọng kính mời hai bác sẽ tiến vào trong nhà.
Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng tay chung tay cúi đầu chào thay lời cảm ơn quan viên quan khách hai họ chúng ta đã về đây chúc mừng. Một tràng pháo tay thật lớn, Vi ơi. Vâng, cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời làm quen với chú rể một chút. Vâng, ngày hạnh phúc chồng đại thì yêu cô dâu bao lâu rồi ạ? Tưởng như là hàng trăm năm mất rồi. Hàng trăm năm mất rồi. Và những cái phần quà hạnh phúc thì ngày hôm nay có phần quà gì đặc biệt để trao tặng cho buổi chiều hôm nay? Cả phần đời còn lại của em. Cả phần đời. Ngoài ra còn phần quà gì để trao cho cô dâu và để quý vị quan khách hai họ chúng ta được biết ngày hôm nay là phần quà gì để trao cho cô dâu hôm nay ạ? Có lẽ là một nụ hôn nồng thắm. À dạ có. Chúc mừng những chàng pháo tay thật lớn đấy ạ. Lời lúc cây thật tê dân dọc bàn tay xinh xắn để đón nhận phần quà hạnh phúc từ trái tim chú rể trao tặng. Vâng, xin lỗi trân trọng mời. Nhưng trước khi trao những phần quà hạnh phúc đó là những cưới trao em. MC chưa nói là em đã muốn trao nụ hôn rồi. Các bạn đã tập hôn hay thử hôn hôm nào chưa? Em không nhớ. Em không nhớ. Nhưng mà hôm nay thì MC chỉ muốn hỏi là đã tập hôn chưa thôi ạ? Dạ chưa. Chưa. Chúng ta cùng chào đón những chàng pháo tay thật lớn để hôm nay hai bạn trao những nụ hôn hạnh phúc hôm nay. Vâng. Nụ hôn phê. Và trước khi hôn, mắt tim dim, tim đập nhẹ nhẹ. Quý vị đồng ý không? Sẵn sàng chưa? Rất chuyên nghiệp. Bên em anh say trong hạnh phúc, đôi
được trân trọng. Kính mời một tràng pháo tay thật lớn nữa. Và cái tràng đi thứ hai là xin mời trân trọng xin mời hai ông xui tràng ông Tinh Diệu. Vâng, xin mời hai bác trưởng đoàn cùng tràng Tinh Diệu. Vâng, cùng tràng để chúc mừng đi ạ. Một tràng pháo tay thật lớn nữa. Xin hai ông xui để tràng kém để cùng tàng nha. Vâng, trân trọng xin mời hai ông tràng đi đi ạ. Vâng, trân trọng xin mời. Vâng, hai ông trưởng đoàn cạn đi đi ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời cạn đi ạ. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ly rượu hạnh phúc của các con các cháu thì hai bác Trọng Ly thì gia vị của các con các cháu thế nào đây ạ? Khoan ngọt. Khoan ngọt. Đó. Tôi là bố của dâu, tôi thấy ly rượu rất là đẹp tình cảm. Vâng, có lẽ là trước khi được cảm ơn hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai con họ và xin được cảm ơn được hai bố. Vâng. À, một bên của cô dâu, một bên của chú rể đã chạm những ly rượu hạnh phúc của các con hôm nay và đã khen ngợi rằng ly rượu hạnh phúc, ly rượu ngọt ngào, ly rượu đậm đà. Và xin cảm ơn rất nhiều và chúng ta chạm đi một lần nữa xin được trân trọng kính mời hai trưởng đoàn và hai bố cùng tiến về trung tâm đón tiếp của ban tổ chức trân trọng kính mời. Nhấp môi đi ạ. Vâng, trân trọng kính mời. Chú rể, cô dâu. Vâng, sau đây xin được trân trọng kính mời cảm ơn hai trưởng đoàn và cảm ơn hai bố của hai con. Xin được trân trọng kính mời các bác lại trở lại vào trong nhà, nơi đón tiếp của ban tổ chức an toàn. Em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Ước gì em là chén rượu cay, anh xin có cạn để say suốt đời. Thì ly rượu tôi chưa cạn, thì tôi hỏi thật chú rể là say thật chưa ạ? Say từ lâu lắm rồi. Say lâu lắm rồi. Vâng, một lượt nữa chúng ta cùng một tràng tay để chúc mừng. Vâng, xin chào quý mời. Cùng lòng tay uống ly rượu. Sao tôi xin được trân trọng kính mời. Vì ơi, chúng ta cùng chào đón những chàng pháo tay thân lớn được không ạ? Vâng, cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Vâng, sau đây xin được trân trọng kính mời bà mẹ thì trao cho con dâu. Vâng, đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Và gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Lớp biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Vâng, tổ tảo nuôi con khôn lớn trường này. Và ngày hôm nay các con đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Vâng, và trước khi cô dâu chú rể để nhận phần quà trao của bố mẹ, cho phép em xin Minh Minh được thay lời cho cô dâu chú rể. Con xin cảm ơn và cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Vâng, một lần nữa con xin được cảm ơn. Cô gái từ đây mỗi sớm mai nụ hôn anh êm ái.